À, anh Trung chào các em. Thì à, trong video ngày hôm nay thì anh muốn chia sẻ với các em về cái những cái luật ở bên Đan mạch khi mà người ta tham gia giao thông bằng phương tiện là xe đạp. À, cái điều này anh thấy cực kỳ quan trọng. Tại vì ở Việt Nam mình đó, nó cũng có cái luật là đi xe đạp. <laughs> Nếu như mà mình không có đúng luật thì mình cũng bị phạt. Nhưng ở Việt Nam anh không thấy ai phạt hết. <laughs> Chắc là xe đạp là dành cho người nghèo. Thì à, các chú công an đó thì có thể là thôi bỏ qua tuy nhiên ở bên Đan mạch ấy, thì những người giàu họ rất thích đi xe đạp và đa số những người Đan mạch họ đều dùng xe đạp để họ di chuyển hết thì khi mà các bạn qua đó thì các bạn cũng sẽ tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp là chủ yếu à, chỉ có một phần nhỏ là các bạn có bằng lái và các bạn được lái xe ô tô à, thì anh thấy là cái tỷ lệ rất là ít và đa số chúng ta đều là đạp xe đạp thì à, khi mà anh với anh sơn qua bên Đan mạch đó, thì à, các bạn cũng cho mượn xe đạp nhưng mà các bạn cho mượn là cứ đạp đi thôi thì cũng không có nói với tụi anh là phải nên làm gì Lái xe như thế nào để cho nó đúng luật Để nó không bị phạt Đặc biệt ở Đan Mạch là những cái mà mình vi phạm giao thông uh, Kể cả xe đạp luôn Thì bị phạt rất là nặng ừ, Có thể là 3 triệu uh, Rất hạt hoặc là hơn Thì nó rất mỗi, cho mỗi lần bị phạt như vậy Thì nó rất là đáng tiếc ha Cho nên là cái video này anh cũng uh, Tìm hiểu ở những bạn nào Mà có ở bên Đan Mạch nữa, Chia sẻ lại với anh về những cái tip để mình lái xe đạp bên nó cũng như là anh xem trên cái trang web của bộ giao thông vận tải của phía đăng mạch để anh xem những cái luật của họ, những cái yêu cầu của họ khi chúng ta đi xe đạp như thế nào thì hôm nay trong video này Thì anh Trung sẽ chia sẻ với các em. Ok thì khi mà em sang đăng mạch liền á, em thấy người ta đạp xe đạp và những cái bãi xe đạp người ta rất là đông xe luôn, <laughs> cho nên là đạp xe đạp nó có rất nhiều cái lợi ích mà người dân đang Mạch họ lại dùng cái xe như vậy ừ, cho nên là khi mà sinh viên của mình qua đó mà đạp xe đạp mà năm cây số thấy rất là đuối rồi rất là mệt tại vì ở Việt Nam mình đâu có đi xe đạp mấy thì đối với người đang Mạch thì 5 km với 10 km là một chuyện rất là điều rất là bình thường họ đạp hoài đạp hoài nên họ quen và họ càng đạp họ lại càng khỏe hơn nữa và cái nhà nước đang Mạch nó họ cũng làm những cái đường rất là đẹp để mà cho mọi người đạp xe đạp anh thấy thì khi mà tham gia giao thông bên Đăng Mạch anh thấy những cái cung đường mà anh đi ấy, trong vòng 21 ngày ấy, thì anh không thấy đường đèo hay là đồi núi gì nhiều như anh chỉ gặp đúng một lần đi thăm một cái farm farm heo ở farm bò chứ thì có đi xuống một cái đèo nó cũng đều đều nhỏ thôi chứ không có quá gấp khúc với lại là nó sâu thì thành ra là cái đường bên Đăng Mạch nó cứ bằng bằng phẳng vậy đó nên đạp xe cũng rất là khỏe À, à bên cạnh đó thì nó còn kết hợp được với cái những phương tiện công cộng ừ, Anh thấy người dân đang Mạnh họ dùng cái xe ô tô ít lắm Và họ dùng cái tàu điện nè Rồi xe buýt nè à, Cũng khá là nhiều Thì thành ra họ đạp xe đạp tới cái bãi đậu xe Xong họ đậu đó họ lên tàu điện họ đi Hoặc là họ đem lên tàu luôn Thì một lát nữa anh sẽ giải thích à, Và hướng dẫn tụi em cách đem xe đạp lên tàu như thế nào à, Anh có coi trên cái website của cái bộ của người ta thì người ta nói là cái đường dành cho xe đạp riêng thôi đã được đổ nhựa khoảng 12.000 cây số rồi. Riêng ở thành phố thủ đô Copenhagen thì 360 cây số, tức là nó dành riêng một cái con đường cho người đi người đạp xe đạp, chứ không phải là giống như mình là cái cái đường phía bên trong cùng là dành đi bộ với đi xe đạp hoặc là đi xe máy, thì nó dành riêng một con đường như vậy và cái xe đạp mới được đi trên đường đó, người đi bộ cũng không được đi trên đó. <laughs> à, và em thấy là tại Thời tiết đang Mạch đó, Nó khá là khó chịu Tức là cái mùa đông thì nó lạnh Còn cái mùa hè Nói với người ta là mùa hè nhưng với mình là vẫn là mùa đông Tại cái nhiệt độ ban đêm nó xuống 10-13 độ Lúc mà tụi anh sang Thì họ đạp xe đạp càng nhiều như vậy Thì họ rất là khỏe Thì những người mà yêu xe đạp thì anh thấy uh, Họ đạp xe hoài luôn à? à Những bạn qua đó các bạn kể anh là Cái mùa tờ tuyết cũng có đạp Mà trời mưa cũng có thấy người ta đạp thì thành ra đó là một cái thói quen, một cái nét văn hóa đạp xe rất là hay của cái người đang mạch. thì à, bây giờ anh sẽ nói thêm về những cái thiết bị ở trên cái xe mà tụi em cần phải lưu ý ha. À, thứ nhất là đi xe mà là mình phải có cái đèn. như em thấy ở đây nè, à, à, cái đèn này á, nó rất là quan trọng. thứ nhất là ban đêm và những cái tối chập choạng hoặc là lúc mà trời mưa, mây mù á, tụi em phải bật cái đèn này lên. không có cái đèn này sẽ bị phạt nha. nên là mình sẽ nên ra ngoài cái tiệm siêu thị rồi đó mình uh, mua cái đèn này cỡ hai chục ba chục corona mình mua mình lắp vô xe đạp này nếu như xe mình không có nó vừa an toàn cho mình mà vừa báo hiệu cho những cái phương tiện đối diện của mình người ta biết nữa những cái xe ô tô vẫn nó họ chạy rất nhanh tám chục chín chục phần trăm gì đó thì họ chạy rất nhanh mà họ không biết không thấy mình có thể lũi vô mình luôn cái thứ hai mà anh thấy quan trọng nữa đó là cái này nè em cái uh, cái đèn đỏ đằng sau nè cái phản quang này nè thì nó cực kỳ quan trọng để người ta không có hút mình từ đằng sau. <laughs> anh để ý, anh để ý có một cái hình ở chỗ cái yên xe này. Tuy nhiên là nếu như xe của em có ở trên cái cái vành của cái xe đạp á, với lại là cái bàn đạp nữa, thì nó rất là tốt để những cái người à, những cái người mà vuông góc với em, họ vẫn thấy, họ vẫn quan sát được em. Thì đó là cái đẹp nhất, cái tốt nhất. Cái đèn này á thì à, tức là khi nào mặt trời tắt thì mình bật lên, còn khi nào mà trời sáng thì em có thể tắt đi. À, nhưng mà riêng cái với xe ô tô thì lúc nào cũng phải bật đèn hết không bật là cảnh sát nó phạt à, nó phạt rất là nặng ừ. rồi tiếp theo ha ừ, đây là cái chuông xe đạp thì à, cái chuông này ở việt nam mình á, là răng 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 reng ren, ren, cho nó vui nhưng bên năng mạch nó cực kỳ quan trọng cái chuông này mình sẽ dùng khi nào khi mà em đang đạp xe đạp á, và em muốn vượt với một cái người đạp xe đạp khác hoặc một người đi bộ bắt buộc em phải riêng riêng cái chuông này lên À, ren ren cái chuông này lên và em vượt qua à, không là người ta đang đi em người ta không biết á cái người ta lỡ bước qua bên trái cái cái là em đụng vượt là mình vượt bên trái nha các em và nếu như mà anh thấy anh coi cái phạt của nó hiện tại là tháng 8 thì anh coi cái phạt của nó đang là 500 mà anh không biết là cái luật nó có thay đổi hay không thì à, khi các em qua đó các em nên hỏi xem tìm hiểu xem là cái luật mà mình mình không có cái chuông này thì bao nhiêu tiền thì tương tự như vậy em ra siêu thị em mua cái này Khoảng mấy chục crôn nè Mấy chục crôn thì nó Đối với cái tiền em làm ở bên đó Thì nó sẽ rất là rẻ Đổi vào Việt Nam mình thì nó khoảng là 60-90% ngàn gì đó Và khi mà mình đem cái chuông này nè Tại vì có một số cái xe đạp anh không thấy chuông á Thì nó, tại sao nó không có chuông Tại vì nó bị ăn cắp mất rồi Thì khi mà em Xe của em mà không có chuông á Khi mà em qua đó chủ cho hay bạn cho mượn gì đó Nếu mà không có thì em nhớ mua em lắp vô anh thấy cái tỷ lệ mà cái cảnh sát giao thông mà họ gặp mình để họ bắt phạt mình anh thấy tỷ lệ rất là thấp tuy nhiên là lỡ bị phạt thì phạt rất là nặng nên anh không muốn tụi em bị cái chuyện đó thì mình nên đầu tư cái chuông này ha lắp vô xe đạp rồi em đi tới đâu đó cái em dừng lại em tháo chuông rồi em bỏ túi <laughs> rồi em đi sau đó thì em đi ra cái xong việc em ra em lắp chuông vô em đi tiếp nếu như em sợ bị ăn trộm <laughs> ok à, tiếp theo nữa là anh nói về cái thắng thì đi xe đạp mà không có thắng là cũng bị phạt luôn đó, ha. tại vì khi mà cảnh sát bắt em họ sẽ kiểm tra uh, những cái uh, uh, thiết bị ở trên xe của em trang bị nếu mà không có là người ta cũng phạt. Nhiều như những cái bàn đạp anh thấy cái xe đạp ở bên đăng mặt nó thì nó không có thắng tay hai thắng tay trái phải như mình mà nó thắng ngược tức là cái bàn đạp em đạp tới đúng không thì em đạp lùi lại thì cái xe nó sẽ thắng, có thắng trước nữa thì nó càng tốt ha nên là khi mình mua hay là mình mượn xe của bạn bè mình nên kiểm tra này cái này cũng rất quan trọng khi những tình huống mà nguy hiểm thì em cũng có thể thắng được tức là nó bảo vệ em và nó bảo vệ luôn cả những cái người tham gia giao thông khác nó không chỉ cho mình không ha thì nó phải cho những cái người khác nữa Rồi anh sẽ nói ở tiếp theo là cái cái tay của mình cái gọi là cái, cái, cái hand gesture là cái cử chỉ tay của mình đó. thì mình làm sao thì ở bên Đan mạch nó có cái luật như thế này khi mà em muốn rẽ phải như ông này á thì em phải dơ cái cánh tay phải của mình lên, đúng không? và khi em muốn rẽ trái thì em dơ tay trái ra. Ừ, anh nghĩ là trước đó khoảng 5 giây thì em phải dơ ra để người ta biết chứ không phải là dơ ra cái rẽ liền là người ta lụi cho mình liền ha. Thế nên lúc nào cũng vậy, mình muốn mình ra tín hiệu trước, phải có một thời gian để người ta nhận biết, sau đó thì em mới rẽ. Ừ, còn cái bà này á là bà dơ tay à, vuông góc lên trên này, tức là tôi, tôi chuẩn tôi chuẩn bị dừng À, để người ta biết ha tôi chuẩn bị dừng tại vì cái xe đạp nó khác chiếc ô tô là nó không có uh, cái thắng cái đèn thắng nè nó không có đèn xi nhan nè thì thành ra người ta phải dùng tay uh, và nếu mà không dùng tay nó cũng bị phạt đấy em nếu mà cảnh sát thấy em mà rẽ trái rẽ phải mà không dùng á mình quen cái cách lái xe đạp ở Việt Nam cho nên qua đó mình mình thấy rất bình thường và chưa ai bắt mình mình thấy chắc là cái đó nó đúng tuy nhiên nó là không phải nó có cái luật rất là rõ ràng uh, thì đây là cái luật của cái cái phía đăng mạch mà anh thấy thì cái luật mà cái cái chỉ tay như thế này nè thì nó sẽ khác so với những ở quốc gia khác à, anh ví dụ như ở mỹ đi thì giơ cái tay kiểu như vậy á à, như bên cali giơ tay kiểu như vậy là sẽ rẻ phải <laughs> đó thì mình học mình qua nước nào thì mình coi cái luật của nước đó ha nhớ dùm cho anh là lúc nào rẽ trái phải hoặc là muốn dừng lại thì cứ giơ tay lên dùm anh đó nó thể hiện là mình người ta quan sát người ta thấy mình à cái bạn người Việt Nam này khi mà qua đăng mặt đã tìm hiểu về văn hóa và luật pháp của chúng tôi thì người ta sẽ tôn trọng và người ta thấy quý mình hơn ha ok tiếp theo ha à, anh muốn nói về cái vest phản quang tức là khi đi ban đêm em không có cái vest này nó phản rất là nặng hình như có bạn à, nói với anh là nếu không có cái này sẽ bị phạt khoảng trăm rưỡi hay là 1 ngàn kron gì đó thì nó khoảng bây giờ nó khoảng 3 triệu hai thì nó khá là 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 cao đó à thì khi đi ban đêm em tốc độ ô tô cực kỳ nhanh Hình như bản thân anh anh lái ô tô bên kia thì ban đêm vì vắng xe nên tốc độ anh chạy luôn luôn chạy tốc độ tối đa và cái xe đạp thì nó phải chạy cùng chiều tức là bên phải á, mình không có cái áo này nó rất dễ lụi vô mặc dù em thấy có cái đèn này á cái đèn đỏ đỏ chỗ này thì gọi là cái 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 đèn đỏ mà nó phản chiếu phản quang lại với lại không có mấy cái đèn này nè thì nó ít lắm nó nhỏ mình mặc thêm cái áo này nó phù hợp thì cái lục của nó ban đêm là mình phải mặc áo này không có là nó phạt ha thì tụi em có thể mua cái áo này thì ở ngoài siêu thị ở ngoài chợ gì đó thì tụi em đi mua sắm mình em mua cái này luôn để phòng hoặc là lúc ông chủ cho xe thì em hỏi ông có cái này không với một cái nữa là anh thấy là cái mũ bảo hiểm cũng rất là quan trọng mặc dù nó không có yêu cầu nhưng mà nên đeo vô ha, để nó bảo vệ cái đầu của mình rồi tiếp theo ha thì uh, khi mà tụi em có xe rồi đi đạp xe đạp mà tụi em phải có chỗ đậu thì em thấy bên Đăng Mạch người ta có nhiều cái bãi đậu xe miễn phí lắm thì khi mà em đậu vô em thấy những cái bãi giống như vậy nè mình đậu vô trong này, đó, Thì mình đậu tự do ở đâu cũng được hết có những bãi đậu xe có những chỗ anh thấy người ta còn quăng ra một cái gốc cây hay là cái trạm xe buýt người ta kết võ đại đó à. nhưng mà khi mà tụi em uh, đậu bất kỳ ở đâu thì em nhớ khóa lại dùm anh à, không khóa lại là em sẽ bị mất thì bên bên đang mặt cái người đang mặt đó thì người, thì người ta anh nghĩ là người ta dân trí người ta cao người ta không làm mấy chuyện đó với xe mình trẻ tiền thì uh, em nên là thì sợ mấy người mà nhập cư á, những người đến từ những nước mà nó nghèo hơn thì họ cần cái chiếc xe đó chẳng hạn thì họ sẽ lấy xe của em uh, anh có một cái ví dụ là cái bạn đó mới qua xong đi làm xa quá cho nên là phải uh, mua cái chiếc scooter á, thì cái chiếc chạy bằng điện hơn gần 10 hơn 10 triệu thì cái chủ quan ra xe buýt xong để đó là lên xe buýt đi là lát nào về lấy Thì nó vô nó lấy mất tiêu à, Thì ở đâu cũng có trộm cắp hết Nên các em phải rất là cẩn thận cái chuyện này Ok không? Rồi thì hồi nãy anh nói là anh chia sẻ là Mình có thể dắt xe Đạp xe tới ga tàu xong mình đem xe lên tàu luôn Xong rồi nào tới điểm đến mình dắt xe xuống tàu Thì không phải là em dắt xe lên tàu á Mà em dắt anh bỏ cho nào cũng được Thì nó có những cái toa dành riêng cho uh, Như là cái xe lăn lăng, rồi xe đạp nè đó rồi những cái hành lý to cộng kềnh á thì tụi em phải vô những cái toa như thế này ha mình đừng có vô toa của cái hành khách ghế ngồi hoặc là cái toa vip tức là cái toa first class à, thì em vô mấy cái toa đó là cái người mình đi soát vé người ta đuổi mình đi à, hoặc là người ta sẽ những cái người kia người ta sẽ ngồi người ta nhìn mình <laughs> con mắt rất là kỳ lạ à, cho nên là với những hành lý cộng kềnh và sẽ đạp em vào những cái toa này dùm dùm cho anh thể hiện là mình một người có hiểu biết ha và đi đúng toa nè lên đó thì mình sắp xếp cái xe mình gọn càng hành lý của mình gọn càng hành lý mình có thể bỏ lên những cái kệ nè đặc biệt là những em mà mới đáp máy bay xuống sân bay Copenhagen và đi tàu về trong farm của mình á hành lý to thì em cứ để hết trên đây cho nó gọn ha đừng có để dưới đây nó chật cái chỗ để dành chỗ cho người ta ngồi và trên xe thì trên tàu thì mình nói chuyện nhỏ giữ lịch sự thể hiện một con người có văn hóa ha thì ai cũng yêu quý mình hết <laughs> rồi tiếp theo ha anh sẽ nói về một cái một số cái luật mà khi tụi em đạp xe bên kia à, để tụi em khỏi bị phạt thì à, ở bên đan mạch như anh nói là nó có đường dành xe ô tô đường dành cho xe đạp và đường dành cho người đi bộ và cái đường dành cho người đi bộ tụi em không có được đạp xe lên mặc dù nó thấy nó trống thì nó đẹp thấy nó dễ nó đã vậy đó nhưng cũng đặt nhưng mà cũng, nhưng mà tụi em không được đạp xe lên lỡ đạp xe lên cảnh sát thấy được người ta sẽ bắt em ha à, và khi mà ví dụ như là em đang đạp xe mà em đạp xe trên cái đường xe đạp của em á, à, mà nó hết cái đường đạp xe đạp rồi thì em sẽ ra cái đường ô tô em đạp nhưng mà đạp phía bên phải, ok chưa? đạp phía bên phải giùm cho anh. Còn trong trường hợp mà em đang đạp xe trên đường đạp xe đạp và em mỏi chân em mệt quá thì em xuống em đi bộ á, thì em không được đi bộ trên cái đường đạp xe đạp mà em phải đi bộ trên cái đường dành cho người đi bộ. đó ha. thì vậy nó mới đúng luật, còn không ngược luật nó bị phạt. và chú ý dùm anh là mấy cái đèn giao thông mà nó, nó có cái đèn. À ở những cái trung tâm thành phố thì họ sẽ có cái đèn dành cho xe đạp nữa. Thì em thấy nó 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 nhảy số nó nhảy màu cùng với lại cái đèn ô tô luôn. nên tụi em nhớ quan sát cái này. À, có một số ngã tư uh, qua đường chẳng hạn nó có những cái nút bấm để mình báo hiệu là mình muốn qua đường. Thì lúc đó thì đèn đó nó mới đỏ uh, để cho nó nó mới xanh lên để cho mình đi. Còn không là em đứng ngoài luôn ha. Ok. À uh, tiếp theo đó thì như nói cái nãy ha mình đi bộ. Thì mình phải đi trên đường đi bộ như ông này nè, ông dắt chiếc xe đạp nè ông muốn dắt nói chuyện với cái con nhỏ này thì ông phải đi bộ trên cái đường dành cho người đi bộ còn ví dụ chỗ đây là đường đi xe đạp đi ha thì ông sẽ không được dắt trên này dắt này cảnh sát bắt cảnh sát phạt chết à, qua đó tụi em sẽ ví dụ như có bồ hay là có crush chẳng hạn thì sẽ không được chở <laughs> không chở người yêu của mình không chở vợ của mình trên xe đạp ha thì luật đang mạch nó chỉ chiếc xe đạp chỉ thiết kế dành cho một người thôi trừ trường hợp chiếc chiếc xe đạp đó có ghế dành cho em bé thì có thể chở còn không á là chỉ được có một người nên em chở chở vậy nè kể cả xe máy luôn cũng không được chở đó, thì như vậy sẽ bị phạt đó. từ những đang yêu nhau mà bị phạt cái lãng nhách <laughs> tiếp theo nữa là khi mà em qua đó đạp xe đạp đó, đừng có đem cái bia hay là rượu ha vừa uống say xỉn mà đạp xe đạp mà nó vừa nguy hiểm cho em vừa nguy hiểm cho những cái phương tiện giao thông khác mà nó còn bị phạt rất là nặng nữa cho nên là mình hạn chế cái việc này không có luôn chứ không phải hạn chế tức là mình đã uống rồi thì mình không đạp xe như vậy thì cho dễ. tức lại đừng có như anh này ha cấm mặt vô điện thoại, lỡ lỡ nó té một cái thì sống xoài luôn. Bên đó thì người ta không có ổ gà, ổ voi như mình nhưng mà người ta có người đi bộ rồi có gốc cây rồi đó, có mấy cái trụ rồi đó, đang đi những có cái trụ vậy đó, tông vô cái thì có mèo méo mồm nên là không được dùng điện thoại khi mà đạp xe đạp luôn nếu như mà nói anh với Sơn qua đó đạp xe đạp trong vòng 21 ngày công tác và đi thăm các bạn bên đó thì chắc là anh bị phạt rất là nhiều tiền <laughs> mình không biết cái gì hết trơn mà mình cứ đạp ẩu là mình thích làm theo cái cách của mình nhưng thực chất thì nó là không đúng à, qua bên đó thì tụi em chú ý cho anh một cái nữa là cái trộm cắp ha à, anh không muốn cái chiếc xe đạp của em nó sẽ giống như thế này <laughs> cái này nó hơi quá tuy nhiên là nó lấy nó lấy thì nó lấy luôn cả xe đạp thì nhớ là đi đâu nhớ khóa xe lại dùm cho anh À, và có những cái bãi đậu xe thì mình đậu vô đó Mình đừng có đậu riêng một mình mình Ở một cái vùng nào đó nó hẻo lánh hay là Nó à, đại đại giống như bến xe buýt chẳng hạn à, Thì cái khả năng mà em mất xe đạp rất là cao Và khi mất như vậy mình phải đền bù Hoặc là mình phải trả Mình phải mua mới lại à, Thì nó lại tốn tiền của các em Thì anh không muốn cái chuyện đó nó xảy ra <laughs> Ok Thì à, đó là cái video mà anh à, vừa chia sẻ với tụi em Về cái à, những cái tip để mình lái xe đạp ở bên Đan Mạch thì hy vọng là các em sẽ lái xe một cách an toàn và đúng luật à, ở bên đan mạch à, rất là lịch sự à, có văn hóa đạp xe ngoài đường thì à, nếu như bạn nào à, biết nhiều cái tiếp hay hơn nữa thì à, các bạn có thể là giúp anh à, comment xuống đây để cho mọi người chúng ta cùng học hỏi ha để mình biết hơn đó, còn với những bạn mà sắp sang á, thì à, của em, các em nên à, à, coi lại cái video này nhiều lần để nhớ hoặc là qua đó chuẩn bị đạp xe đạp thì coi lại video này của anh thì khi đó thì em sẽ đạp xe đạp nó đúng luật và nó an toàn rồi à, cảm ơn các em à, hôm nay anh chỉ cho các em một cái từ là bên tiếng đăng mạch đó nếu cảm ơn gọi là tác thì tác là cảm ơn giống như, như thang của anh vậy đó thì tác là của đăng mạch à, anh tác các em à, và, và hẹn gặp lại các em trong video lần sau